cả đời chăn vịt. Này, nhà bác kia, bác có muốn lấy lũ vịt này không? Tôi cho không đấy. Sao, sao thế anh? Anh không muốn chăn đàn vịt đó nữa hả? Tôi giàu to rồi, cần gì mấy con vịt xấu xí này nữa. Vừa nãy tôi đang thả lũ vịt, tranh thủ đào ít dung để câu cá. Ai dè, đào ngay phải nguyên một hũ vàng. Trời thương tôi rồi. Có chuyện ấy thật sao? Thật chứ lại còn không à. Chúc mừng chú, chúc mừng chú. Chú giàu to rồi còn gì. Cảm ơn chú đã cho vợ chồng tôi đàn vịt. Chúng tôi sẽ chăm chúng thật tốt. Ôi, giờ với tôi đó chẳng là gì nữa cả. Thôi, tôi đi về tậu nhà cửa vườn tược đây. Gia nhân đâu? Ra chợ mua ngay các loại thức ăn ngon nhất về đây, để ta còn tiệc tùng cùng mấy chàng công tử con các quan đâu. Dạ, dạ. Cạn ly đâu. Sống lên, sống lên. Phi vào chân con đen đi. Chết, chết đi, chết. Hay quá. Tôi ù rồi. Đã trễ hạn trả tiền công, mau trả lương cho chúng tôi đi chứ. Chúng tôi phục vụ anh ngày đêm vất vả. Anh tính quỵt tiền của chúng tôi đó hả? Ôi, tôi... Không có tiền thì chúng ta sẽ lấy hết đồ đạc, chiếm luôn ngôi nhà này. Anh em, quân hết đồ đạc. Không, không. Nhà cửa, đồ đạc của tôi chứ. Xin làm phúc cho tôi bát cơm, chén nước. Trời, chú còn nhận ra tôi chứ? Ngày trước, chú đã biếu vợ chồng tôi đàn vịt. Sao lại ra nông nổi này? Hũ vàng của chú đâu rồi? Anh đó hả? Hũ vàng mất sạch cả rồi. Nhờ có bầy vịt của chú mà giờ vợ chồng tôi đã khấm khá hẳn lên. Mua được đôi trâu, lại còn tậu được một bầy nghé. Thôi, mất thì lại làm lại. Chú ở lại đây với chúng tôi, chăm chỉ làm thì chẳng bao giờ lo chết đói. Cảm ơn anh quá. Chẳng bao giờ là muộn để sửa những sai lầm phải không? Chiếc cầu Phước Đức. Xưa kia, tại một làng ven con suối lớn, hàng ngày người dân qua lại rất khó khăn. Này, cẩn thận đấy, thằng Ba Tèo nó đi ngay đằng sau, xảy ra là mất ngay với nó. Đúng đấy, dân chuyên trộm cắp trong chợ, ai hở ra cái gì là mất ngay. Bữa nay có ông mất thôi cả buồng dừa đấy. Nó nhỏ thôi, bà Tèo mẹ nó đang đứng kia kìa. Chào ôi, nhỏ to cái gì, chả quen quá rồi đi ấy chứ. Mà không chỉ có nó đâu nha, nghe nói đời cha đời ông cũng từng bị tống vào ngục vì tội trộm cắp rồi. Thôi, cứ tránh xa ra là tốt nhất, mà cũng phải rảo bước lên. Còn về cơm nước, tối đến nơi rồi. Mẹ ơi, con về rồi, để con chặt trái dừa cho mẹ uống nước. Bữa nay con mua được miếng thịt heo, con nấu cháo cho mẹ con mình ăn tối nhé. Bà, con ngồi xuống đây. Bấy lâu nay con có nghe lời mẹ dặn không? Con nghe lời mẹ chứ. Lâu nay con bỏ hẳn chuyện đó rồi. Con luôn nỗ lực làm lụng, kiếm củi, kiếm nấm trong rừng ra chợ bán. Dừa này, thịt này đều là con dùng tiền bán củi mua được mà mẹ. Mẹ đang nghĩ con lại ăn trộm đúng không? Mẹ nghe người ta nói. Vậy là mẹ không tin con. Con vẫn nhớ lời mẹ. Mấy đời trộm cắp, làm việc thất đức, có bao giờ khá giả được đâu. Ngược lại hết họa này đến họa khác đổ xuống. Vì vậy con đã quyết từ bỏ thói xấu ấy lâu rồi.
Ngoài kia con cũng nghe đủ những lời rèm pha, nhưng vẫn ráng tu thân, phục thiện. Vậy mà đến mẹ cũng nghĩ con như vậy. Con à, con đừng có vội nản lòng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà con. Để thay đổi cái nhìn của người đời một phút một chốc á, thì không thể được đâu con à. Vâng, con hiểu. Cẩn thận đấy, đồ đạc tiền nông cất cả đi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng nản lòng con à. Hôm nay mưa thế này, lũ về. Chúng ta mắc kẹt cả rồi, phải đợi mấy ngày nước rút mới về được. Chết mất thôi, mùa mưa này cứ dăm bữa nửa tháng lại thế. Giá mà có một cây cầu qua sông nhỉ. Hay là... Ba ơi, mày làm việc này đi. Mẹ ơi, nước lũ to quá, không ai về được. Con đang nghĩ hay là con sẽ bắt một cây cầu qua suối. Làm được việc này hẳn sẽ hữu ích cho nhiều người. Bắt được cầu qua con suối đó thì đó là việc làm phúc đức mà muôn ngàn đời nhớ tới. Nhưng việc đó khó khăn lắm. Con suối này rộng mấy trăm sải đây con à. Trước đây cũng từng có người làm rồi nhưng lại bỏ. Con cũng biết điều đó, nhưng cứ nghĩ nhà mình mấy đời làm việc thất đức, con nhất định phải bắt được cây cầu này. Con sẽ làm mọi cách mẹ ạ. Thằng Ba dạo này lạ quá, bắt cầu qua suối cho dân làng cơ đấy. Dạo này cậu ấy khác lắm, xem ra cũng là người chăm chỉ đấy chứ. Để xem cậu ta làm được gì đã. Lúc trước có người cũng làm đó thôi, nhưng có được đâu. Cậu Ba, tỉnh lại đi. Cậu ấy bị kiệt sức rồi, thật tội. Chắc việc xây cầu này đành bỏ dở vậy thôi. Chứ làng mình toàn phụ nữ và người già, thanh niên trai tráng thì đi buôn ba làm ăn xa cả rồi. Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy? Anh ấy mấy tháng nay lặn lội bắt cầu qua đây, kiệt sức nên bị ngất. Để tôi xem nào, tôi có mang theo thuốc đây. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu. Thú thật với cậu, đời cha ông tôi tuy làm quan lớn nhưng không tu đức, lại ức hiếp dân chúng. Có lẽ vì thế đến đời tôi lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà chưa lấy một mụn con, đến giờ vẫn hiu quạnh. Cậu Ba à, tôi cũng muốn làm điều gì đó phúc đức để chuộc lỗi làm xưa. Cậu cho tôi góp sức cùng bắt chiếc cầu với. Tôi sẽ huy động họ hàng đến làm. Chúng ta thay phiên nhau để anh có thời gian đỡ đần chăm sóc mẹ mình nữa chứ. Nếu như anh có thiện ý như vậy thì còn gì bằng. Có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ chống xong, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta cùng quyết tâm nhé. Có cây cầu này đi lại sướng quá. Không biết ông bà nào tâm đức dày thế đã làm cho dân cây cầu này. Cầu trời phù hộ cho mọi sự tốt lành. Những con đường nơi dẻo cao. Lại là bức thư không có địa chỉ. Như thế thì làm sao gửi được thư chứ? Bác ơi, làm chén nước chè xanh đã. Tớ vừa hãm xong. Nhất Trí. Công nhận ở đây thích nhất là món chè xanh này. Vừa mát lại giải nhiệt nữa chứ. Chuyện... Mà tớ nghe nói hết tháng này cậu chuyển về thành phố hả? Ừ, ở đây cũng được thời gian rồi mà chẳng có gì thay đổi. Lương thì ba cọc ba đồng, công việc cũng không có gì thú vị cả. Ngày nào cũng nhận thư, kiểm thư, rồi đi đưa thư, lặp đi lặp lại, thật là nhàm chán. Ừ, ở đây cũng hơi buồn, nhưng được cái bà con sống tình cảm, quý người. Cậu nghĩ rồi, không biết ai sẽ đảm nhận đưa thư cho bà con bên sườn núi ấy đây.
Ôi trời, việc đó cậu lo làm gì cho nhọc thân. Mà cậu cũng về thành phố với tớ luôn đi. Ở đây có mà chết già mất thôi. Tớ hay à, tạm thời tớ chưa nghĩ đến điều đó. Mà về đó cậu định sẽ làm gì? Bố mẹ tớ đã xin cho tớ vào làm xí nghiệp gần nhà rồi. Mà thôi tớ đi đây, kẻo muộn. À! Thật đen đuổi. Anh ơi, hôm nay có thư của em không ạ? Thằng bé này, nhỡ xe đâm vào người thì làm sao? Bố tên gì? Dạ, bố cháu tên Quân ạ. Không có nhé. Bà Năm ơi, có thư ạ. Ôi, thằng Hai gửi thư về đây mà. Mừng quá, cảm ơn cậu nhiều nhé. Dạ không có gì đâu ạ. Thôi cháu đi đây, chào bà. Ồ này, chân của cậu làm sao thế? Lúc nãy cháu không may bị ngã lúc lên dốc. Cậu ngồi xuống đây chờ tôi tí. Cậu ngồi xuống đây, tôi đắp thuốc lên cho. Cháu. Cứ ngồi xuống đây không phải ngại. Thuốc này tốt lắm ngàn. Tối về hơi nhức một chút, nhưng mai sẽ hết sưng và đỡ đau hẳn. Cháu cảm ơn bà tốt quá. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Cậu không quán đường xa xôi, hằng ngày vẫn lặn lội đưa thư, đưa tin tức về cho chúng tôi. Ở đây người dân vẫn còn nghèo, điện thoại cũng còn ít. Ngoài gửi thư ra thì không biết lấy gì liên lạc với nhau. Đó là trách nhiệm của cháu mà. Thôi cháu đi đây ạ. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Cậu không quán đường xa xôi, hằng ngày vẫn lặn lội đưa thư, đưa tin tức về cho chúng tôi. Ở đây người dân vẫn còn nghèo, điện thoại cũng còn ít. Ngoài gửi thư ra thì không biết lấy gì liên lạc với nhau. Nếu mình nghĩ thì ai sẽ là người đưa thư giúp bà con đây? Đó không phải việc của mình. Một tuần nữa là về thành phố rồi, ngủ thôi. Giấy báo nhập học. Mẹ ơi, cuối cùng con đã đỗ đại học rồi. Cảm ơn anh đã mang thư đến cho em. Chúc mừng em nhé. Anh ơi, hôm nay có thư của em không ạ? Chờ anh một lát. Hình như là có. Bố em có phải tên là Nguyễn Văn Quân không? Vâng ạ. Thế đúng rồi. Đúng là thư của bố em rồi. Là thư của bố em thật. Chắc bố em bận nên giờ mới viết thư cho em được. Vâng, mẹ em cũng nói vậy. Mà nhà em không có điện thoại nên chẳng liên lạc được với bố. Em rất nhớ bố. Không biết bố em có nhớ em không? Có chứ. Thôi, anh đi giao thư tiếp đi. Em vào nhà đi. Lại có thư nữa nhé. Bố gửi ảnh cho em này. Bố gầy hơn lúc ở nhà. Mà lúc mới đi, em có gửi thư cho bố. Không biết bố có nhận được không? Nếu em viết đúng địa chỉ thì chắc chắn thư sẽ đến nơi. Địa chỉ là gì ạ? Em chỉ ghi Ba Thương Nhớ, Đảo Xa. Anh, sao thế hả? Không, anh sẽ chỉ cho em cách viết địa chỉ người gửi và người nhận nhé. Mà có lẽ đây là lần cuối cùng anh đưa thư cho em. Mai anh về thành phố rồi. Nếu anh không đưa thư cho em nữa thì em sẽ không được gặp bố nữa, có phải không ạ? Không, sẽ có người khác đưa thư cho em. Anh ơi, tặng anh này. Cái này... Đây là cuốn vở mẹ em mua cho em viết thư cho bố. Em tặng anh. Về thành phố, anh viết thư cho em được không? Em ước mơ sau này cũng trở thành người đưa thư giống như anh.
có thể gắn kết mọi người lại với nhau dù ở những nơi rất xa. Ngoan lắm, cảm ơn em đã nghĩ về anh như thế. Chào em, đồng nghiệp tương lai của anh. Anh em mình cùng cố gắng nhé. Vâng ạ. Anh nghĩ anh sẽ ở lại đây lâu hơn đấy. Thật á, thích quá. Giấc mộng. Hôm nay đúng là tệ hại, biết vậy chẳng đến trường nữa cho đỡ xấu hổ. Sao mình lại xấu xí thế này cơ chứ? Cái mũi này rõ là thấp và to, chẳng được dọc vừa như cái hoa. Mắt mình đã thấy chán rồi, lại còn vết chàm chình in thế này là mình chẳng bao giờ dám buộc cao tóc. Người ta bảo nhất dáng nhì da, còn mình da thì đã đen, dáng lại chẳng được cao. Cả đôi tay này nữa, sao nó thô thế không biết, chẳng được thon dài như đám cái lan, cái hồng. Không được một cái gì đẹp đẽ, hoàn hảo hết. Cuộc sống này thật bất công mà. Nếu ba mẹ sinh mình ra đẹp hơn, không xấu xí như vậy, thì có phải giờ này mình đang ở trường tập tành, chuẩn bị đi thi hoa khôi như mọi người rồi không? Đâu phải lủi thủi nằm ở nhà như thế này. Đáng ghét quá đi. Mình ghét bản thân này, ghét con người này, ghét cả ba mẹ, ghét tất cả mọi người. Trời ơi. Cô ơi, dậy, dậy đi. Mẹ à? Mọi người là ai vậy? Sao lại ở đây? Chúng tôi là hiện thân của những gì cô đang cần. Ôi, mọi người thật là đẹp. Toàn những nét đẹp mà tôi thèm muốn thôi. Làn da của bà mới trắng mịn làm sao. Cả đôi tay nữa, nó thật thon dài, mềm mại. Ước gì tay cháu cũng được đẹp như thế này. Tay tôi đẹp nhưng yếu lắm. Nếu cô thích đôi tay của tôi như vậy, thì hãy đổi đôi tay khỏe mạnh của cô cho tôi, để tôi có thể ôm được đứa con vào lòng và tự mình chăm sóc gia đình. Thật ư? Vậy bà mau đổi cho cháu đi. Ồ, đẹp quá, đáng yêu quá. Cha, em bé có đôi mắt to tròn đáng yêu quá. Lại đây với chị. Chị ơi, có phải chị ghét đôi mắt của chị và mong nó đẹp như mắt em không? Ồ, đúng vậy, mắt em đẹp lắm, chị rất thích. Nhưng em lại không thích nó. Nó có tật riêng của nó, chị hãy đổi đôi mắt cho em nhé. Cha, để có được đôi mắt đẹp thế này thì có gì mà lại không đổi được chứ. Ừ, được rồi, chị sẽ đổi cho em. Sao thế này? Ôi trời ơi, tối quá, có ai ở đây không? Cảm ơn chị nhé, em nhìn thấy được mọi thứ rồi, em về đây. Khoan đã, nhưng chị không nhìn thấy gì hết. Đừng đi, đừng bỏ chị lại một mình mà. Ôi, ai đó, giúp tôi với, tôi không thấy gì. Cô bé, vết chạm trên tay này thật xấu xí, hãy đổi đôi tay cho tôi. Sao mọi thứ lại yên ắng quá? Anh gì ơi, đâu rồi? Sao không thấy một tiếng động nào hết vậy? Ôi, sao nặng thế này? Tay tôi. Trời ơi, sao mình ngã mà lại không thấy một tiếng động nào vậy? Đôi tay này, nó bị điếc ư? Không. Trời ơi, tối tăm và im lặng đáng sợ quá. Có ai không? Làm ơn đưa tôi về nhà với. Ôi, cứu tôi với. Con mơ gì mà hò hét ghê vậy? Ôi mẹ ơi, con sợ quá. Tay con, mắt con, may quá, nó vẫn còn. Ôi, nó vẫn còn nè. Trời ơi, thật kinh khủng nếu như không có nó. Nó là của con mà, làm sao có thể mất được chứ? Mẹ ơi,
con thật ngu ngốc vì lại đi ghét bỏ bản thân của mình. Từ nay con không dám nữa đâu, con không dám nữa đâu. Chà, đây là lần đầu mẹ thấy con không kêu ca phàn nàn về bản thân mình đấy. Lấy oán báo ơn. Phải cố mà ra sông, chẳng nhẽ chết khô ở đây sao? Trời ơi, quay lại hồ cũng không được nữa rồi, mình không thể bò nổi nữa. Anh lợn béo, cứu tôi với. Hả? Cá sấu? Có chuyện gì thế? Anh làm ơn cứu tôi với, tôi mệt quá, trời thì nắng. Nước dưới hồ bỗng rảy, rồi tôi định lên đây tránh nắng, rồi tìm đường ra sông. Nhưng đến đây thì mệt quá rồi. Anh làm ơn đưa giúp tôi ra sông với, tôi không thể lết nổi nữa rồi. Tôi xin đền đáp xứng đáng, tôi xin anh đấy. Thôi được. Đến nơi rồi, xuống dưới này tha hồ mà tắm mát, anh cá sấu nhé. Lại đây nào, tôi chỉ xin anh một chân thôi. À, ngon ngọt nhờ ta kéo để tránh nắng, giờ lại định trả ơn bằng cách ăn thịt ta à? Một chân thôi, đó là tôi biết ơn anh rồi, nếu không tôi làm gọn anh cơ. Dừng lại! Có chuyện gì ồn ào thế? À, chuyện là thế này. Anh làm ơn cứu tôi với. Tôi tự bò được đến đây đấy chứ, có nhờ vả gì anh ta đâu. Ra là vậy. Được, ta sẽ giữ chú lợn này lại cho anh ăn thịt. Nhưng cá sấu này, tôi không tin anh có thể bò xa như thế. Nếu anh bò trở lại được tới chỗ cũ, rồi trở lại đây, thì lợn béo này nhất định là của anh. Lúc đó anh tha hồ muốn làm gì thì làm. Ồ, chuyện đó có gì là khó. Để tôi bò lại chỗ cũ cho anh gấu xem. Mệt quá. Bây giờ anh có tình nguyện lôi giúp cá sấu xuống hồ nước hoặc xuống sông nữa không? Không bao giờ. Giờ thì để cho kẻ tàn nhẫn này nằm yên đó dưới nắng cho đến chết khô đi. Cảm ơn bác đã cứu mạng. Một lần nữa, cảm ơn bác gấu. Trời ơi, ai cứu tôi với? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.